Xuất hiện loạt tình tiết bất thường trong vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh. Áp thấp nhiệt đới hướng vào Quảng Bình, Quảng Ngãi, miền Trung mưa xối xả. Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hai người tử vong, khởi tố vụ án. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trưa 14 tháng 7, hiện trường vụ cháy căn nhà trong con hẻm 497, đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khiến 3 người tử vong vẫn được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Phía đầu hẻm, công an phường, tổ tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở răng dây kín mít, người dân không thể tiếp cận. Công an nghi ngờ đây không phải là vụ cháy xuất phát từ nguyên nhân bình thường nên tổ chức thu thập các dữ liệu chính xác trước khi công bố vụ việc. Bước đầu xác định ba nạn nhân tử vong trong vụ cháy là bà Nguyễn Thị Ngọc N, sinh năm 1931, chủ nhà. Bà Trần Ngọc Anh T, sinh năm 1966, con gái bà N. Ông Trần Ngọc C, sinh năm 1972, con trai bà N. Bà T bị tai biến phải ngồi xe lăn, không thể tự chăm sóc bản thân. Hàng ngày, bà T là người trực tiếp chăm sóc bà N. Ông C không thường xuyên có mặt ở nhà. Thời điểm xảy ra cháy, lực lượng cứu hộ phát hiện bà N và bà T tử vong ở tầng trệt. Ông C tử vong trên lầu. Căn nhà có diện tích khá nhỏ với kết cấu một trệt, một lầu. Xung quanh căn nhà không có lối thoát hiểm nào khác ngoài cửa chính ở tầng trệt, nơi được cho là điểm xuất phát của vụ cháy. Tại hiện trường, nhiều tài sản ở tầng trệt, trong đó có chiếc xe gắn máy chờ khung, mảng tường phía trước căn nhà bị đổ sập, mùi xăng tại hiện trường vẫn còn bốc lên nồng nặc. Căn nhà bị bịt kín ba phía, nằm trong hẻm nhỏ. Khi sự cố xảy ra, những người trong nhà đều lớn tuổi, sức khỏe yếu. Người lớn nhất ngồi xe lăn, nên khi cháy không thể tự thoát ra ngoài. Tầng trệt, nơi chứa nhiều vật dụng kèm chỗ để xe máy, bếp ăn, nên khi cháy tạo ra tiếng nổ. Mùi xăng cộng với khí độc tỏa ra từ lốp xe máy, khiến những người trong nhà có khả năng bị ngạt khói. Buổi sáng 13 tháng 7, người dân trong hẻm thấy ông C cự cãi nhau với một nhóm người lạ. Buổi tối, người dân nghe thấy tiếng cãi nhau trong gia đình bà N. Một lúc sau thì đám cháy xảy ra. Là người tham gia chữa cháy đầu tiên, ông ca 45 tuổi cho biết, khi đang ở nhà thì nghe thấy một tiếng nổ lớn rung chuyển cả khu vực. Người dân và lực lượng tổ dân phố huy động khoảng 40 bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng bất thành. Khu vực tầng trệt căn nhà lửa đỏ rực, kèm khói đen nhanh chóng bao trùm. Ông ca buồn bã nói, sức nóng khủng khiếp từ đám cháy khiến chúng tôi không tài nào tiếp cận, đành bất lực rút lui. Chị Thanh Hương sống gần căn nhà cháy, ám ảnh khoảnh khắc lực lượng cứu hộ đưa ba mẹ con hàng xóm ra ngoài vào dạng sáng. Chị liên tục lấy tay gạt nước mắt, nấc nghẹn. Chị Hương buồn bã nói, bà Tê có nhờ tôi đi chợ giúp, sau đó tôi còn trò chuyện với cô ấy. Vậy mà chỉ sau một đêm, họ đã ra đi mãi mãi. Trong vụ cháy, theo chị Hương, không ai nghe động tĩnh hay tiếng kêu cứu nào, chứng tỏ họ ngủ say hoặc bị thương do sức công phá của vụ nổ quá lớn. Ngoài ra, căn nhà cũng có lối thoát nạn ra ban công tại tầng 2, nhưng không ai kịp tới. Thực tế, chỉ khi cảnh sát khống chế đám cháy, kiểm tra bên trong thì mới phát hiện ba mẹ con đã thiệt mạng. Tối 14 tháng 7, đại diện công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ liên quan vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng khiến hai tài xế thiệt mạng. 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn. Cụ thể, khoảng gần 9 giờ ngày 11 tháng 7, tại km 49-400 trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, chiều đường Hà Nội đi Hải Phòng, thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe ô tô đi cùng chiều. Các phương tiện gồm xe ô tô biển kiểm soát 38C-19583 do anh Đặng Quốc Hoàng, Sinh năm 1983, chú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Cầm Lái. Trên xe chở anh Lê Ngọc Hùng, sinh năm 1988, chú xã Thanh An, huyện Thanh Trường, tỉnh Nghệ An. Và anh TTA, sinh năm 1990, chú xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Xe ô tô biển kiểm soát 15F00678 do anh Quy VL, sinh năm 1989, chú xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Lái trên xe chở 11 hành khách và xe ô tô biển kiểm soát 30K75700 do Trần Ngọc Thế, sinh năm 1996, chú xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, làm tài xế. Trên xe chở nông quốc hiếu, sinh năm 1987, chú xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Vụ tai nạn làm anh TTA và anh QVL thiệt mạng tại hiện trường. 11 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu ba xe ô tô hư hỏng nặng. Qua xét nghiệm, cả ba lái xe đều không có nồng độ cồn. Nguyên nhân ban đầu của vụ va chạm, cơ quan công an xác định xe ô tô biển kiểm soát 15F00678 do anh QVL cầm lái va chạm vào phía sau cùng chiều với xe ô tô biển kiểm soát 38C19583 do anh Đặng Quốc Hoàng lái phanh gấp. Sau va chạm, hai xe ô tô dừng xe trên làn đường số 1 anh Đặng Quốc Hoàng và anh TTA sau đó xuống xe tranh cãi với anh Quy VL tại khu vực đầu ô tô biển kiểm soát 15F00678 thì bị ô tô biển kiểm soát 30K75700 do Trần Ngọc Thế cầm lái, đi cùng chiều và đâm vào phía sau ô tô biển kiểm soát 15F00678, đẩy ô tô biển kiểm soát 15F00678 đâm vào anh TTA và anh Quy VL. Hai người này tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, tổng công ty VDP đưa người bị nạn đi cấp cứu, điều tiết các phương tiện giao thông tránh xảy ra ùn tắc trên tuyến. Trong 11 người tử nạn do sạt lở ở Hà Giang, có 3 người bị vùi lấp khi cứu nạn. Đó là biểu hiện tận cùng của lòng vị tha và cho thấy những người tốt luôn hiện diện trong những giờ khắc hoài hướng về Bắc Mê, Hà Giang, theo dõi cuộc tìm kiếm, cứu hộ, hàng triệu trái tim chịu nặng khi biết rằng không chỉ người trên xe khách 16 chỗ gặp nạn, mà cả những người cứu họ cũng bị khối đất đá khổng lồ đổ xuống cướp đi mạng sống. Khi chiếc xe 16 chỗ đang mắc kẹt vì sạt lở, một ô tô 7 chỗ đi tới, ba người bước xuống hỗ trợ đẩy xe khách trong bóng tối lờ mờ và cơn mưa rát mặt, rồi đợt sạt lở tiếp theo cuốn lấy họ, vùi sâu trong bùn đất. Một người chia sẻ rằng bất cứ người nào cũng nhận thức được mối nguy hiểm rình rập có thể đang trực chờ lúc đó vì vị trí xảy ra thảm họa đã tái diễn cảnh sạt lở vài lần diễn ra trước đó. Ai cũng nhìn ra tình thế cấp bách phải lập tức ra khỏi đoạn đường này vì còn có mặt ở đây là còn nguy cơ mất mạng. Nhưng có lẽ ở thời điểm đó, trong đầu ba con người ấy chỉ có ý nghĩ phải nhanh chóng hỗ trợ để cứu mười mấy sinh mạng trên xe khách kia, không có thời gian lo lắng cho an toàn của bản thân hay cân nhắc lợi hại thiệt hơn. Những hành động anh hùng xả thân, quên mình thường xuất hiện ở những khoảnh khắc mang tính sinh tử như vậy. Đó là sự bừng sáng của cái thiện, của lòng tốt và tinh thần hy sinh. Ba vị anh hùng mà chưa biết tên ấy là bằng chứng cho thấy người tốt không hề cô đơn mà vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta và nghĩa cử sẽ xuất hiện ở những tình huống cần đến nó. Ngoài ba người họ, trong thảm họa đầy đau thương này, còn nhiều người khác cũng bất chấp nguy hiểm, nỗ lực cứu giúp các nạn nhân khi lực lượng chức năng chưa kịp tới nơi. Trong số đó có anh Nguyễn Đức Tài ở xã Minh Ngọc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Người có việc đi xe máy qua đúng lúc chiếc ô tô 16 chỗ đang cố gắng thoát khỏi đống đất đá. Anh Tài đã cùng ba người của chiếc xe 7 chỗ cố gắng hỗ trợ đẩy xe khách. Khi đợt sạt lở nữa ập tới, anh kịp chạy thoát và trong lúc nguy cấp vẫn kéo theo một bé gái chừng 7 đến 8 tuổi đang đứng kêu khóc một mình khi đất đá đã lăn tới chân. Đưa được cô bé tới nơi an toàn xong, anh Tài cùng vài thanh niên quay lại hiện trường để cứu người. Hành động của họ như những tiếng chuông thánh thiện khi ngân lên sẽ tạo sự cộng hưởng sâu rộng, đánh thức lòng thiện và tính vị tha trong mỗi con người, là bằng chứng cho thấy truyền thống tương thân tương ái của người Việt không hề bị mai một. Lòng tốt không thể chỉ đến từ một cá nhân mà phải là sự đồng lòng, thấu hiểu và lan tỏa thì nền văn minh của nhân loại mới thực sự phát triển. Chiều tối 13 tháng 7 sau một ngày tìm kiếm vất vả tại hiện trường vụ sạt lở đất đá, vùi lấp xe khách xảy ra tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, các đơn vị tham gia cứu hộ gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ và người dân đã rời khỏi khu vực hiện trường để đến vị trí an toàn. Tuyến đường quốc lộ 34, đoạn km 10 950, được lực lượng chức năng lập chốt hai đầu, căng dây an toàn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại. Tại các điểm lập chốt, các lực lượng tham gia tìm kiếm nghỉ tại chỗ, được người dân và lực lượng hậu cần tiếp tế đồ ăn, đồ uống. Thượng tá Phan Minh Học, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Hà Giang, thất thần nhìn về phía hiện trường vụ sạt lở cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách trụ sở cơ quan khoảng 15 km. Tại hiện trường, đập vào mắt lực lượng cứu hộ là đống đất đá đồ sộ lên tới hàng trăm, hàng ngàn mét khối, nằm dọc dài đến cả trăm mét, chia cắt quốc lộ 34. Thượng tá Phan Minh Học nói, khi nhìn thấy hiện trường, cả đội rất lo lắng, chỉ mong có người còn sống. Anh em đều suy nghĩ, còn thở được là còn hy vọng. Ngay sau đó, đơn vị phân công lực lượng và báo cáo tình hình vụ việc lên cấp trên để điều động, tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Khi phát hiện thấy có tay, chân, thò ra từ đống đất, sạt lở cách vị trí xe 16 chỗ khoảng 10 mét, lúc này, mọi người bắt đầu lao đến, dùng cuốc xẻng chia làm các nhóm, mỗi nhóm 4 người ra đảo bới. Ở vị trí này, đơn vị phát hiện người đàn ông bị đất vùi nửa chân, thân người nằm trách bên bờ vực. Sau đó là hai nam thanh niên nằm chồng lên nhau. Người bên trên bị tảng đá lớn đè lên thiệt mạng. Người bên dưới là vừa mỹ xính, vẫn còn dấu hiệu sự sống. Sau khoảng 10 phút, nam thanh niên này được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu. Suốt một ngày tìm kiếm, thi thể các nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường. Những người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Đại úy Lê Đình Dương, cán bộ đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường kể lại. Khoảng 4 giờ 15 phút sáng 13 tháng 7, trong khi đang trực tại đơn vị, anh cùng trung tá Nguyễn Hà Tuyên, đội trưởng đội tham mưu, nhận được thông tin một ô tô khách gặp tai nạn ở km 10 900, thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Mặc vội quân phục và cầm theo đèn pin anh và Trung tá Tuyên vội vã lên hiện trường giữa cơn mưa tầm tã. Sau khi vào tới hiện trường, hai cán bộ cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng với lực lượng công an xã dọi đèn tìm kiếm các nạn nhân. Khi mới tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng vẫn chưa tới kịp, hai cảnh sát giao thông đã phải dùng tay để cào đất. Cứu được nạn nhân còn sống, mọi người có mặt tại hiện trường càng vững tin, càng cố gắng đào bới nhanh hơn tìm kiếm những nạn nhân khác. Suốt một ngày tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 11 thi thể nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường. 4 người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Ngày 13 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về an toàn lao động xảy ra ngày 11 tháng 7 tại công trình thủy điện Nậm Quẩy 1. Trước đó, hồi 3 giờ 50 phút ngày 11 tháng 7, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc Xảy ra sự cố trong quá trình thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Củi 1 do công ty cổ phần Nậm Củi 1 làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn T và D 86 là đơn vị thi công thuộc địa bàn xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. Thời điểm này, có 3 công nhân thi công đang bị mắc kẹt trong hầm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công Đại tá Lê Anh Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cùng các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Phối hợp với lực lượng tại cơ sở, tiến hành các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 3 công nhân là Vừ TS 41 tuổi, Thao AT 38 tuổi, Phùng LU 31 tuổi đã thiệt mạng từ trước. Lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã di chuyển 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hầm, bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo kết quả khám nghiệm hiện trường loại trừ nguyên nhân các nạn nhân tử vong do nổ mìn và do sập hầm. Cơ quan pháp y chẩn đoán sơ bộ cho thấy cả ba nạn nhân qua đời do suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn. Các tài liệu khác xác định nguyên nhân xuất phát từ việc người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng công trường không tuân thủ các quy định, quy trình về an toàn lao động, trang bị an toàn lao động cho công nhân không đầy đủ. Trước đó vào ngày 9 tháng 7, cũng tại công trình thi công hầm này đã xảy ra sự cố tương tự Công nhân Thảo AC bị ngất do ngộ độc khí phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ. Tuy nhiên, đến chiều mùng 10 tháng 7, đơn vị sử dụng lao động vẫn tiếp tục để công nhân vào làm việc trong đường hầm mà không có biện pháp đảm bảo an toàn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện tạm dừng thi công ngay hạng mục công trình hầm, phối hợp cơ quan liên quan tiến hành niêm phong cửa hầm phục vụ công tác điều tra, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng thi công đối với hạng mục công trình xảy ra sự cố đến khi có phương án kỹ thuật biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo đúng quy định hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang triệu tập làm việc lấy lời khai đối với những người liên quan để tiếp tục điều tra vụ án xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm Ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Trọng Cầm, 68 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đối tượng bị truy nã về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, ngày 27 tháng 4 năm 1978, Nguyễn Trọng Cầm cùng đồng bọn giết 3 người, gồm một cụ bà 77 tuổi, hai em nhỏ 6 tuổi và 11 tuổi tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đây là vụ trọng án gây rúng động dư luận thời điểm đó. Để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Nguyễn Trọng Cầm cắt đứt liên lạc với gia đình, trong quá trình lẩn trốn, cầm thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện. Lần gần nhất, Nguyễn Trọng Cầm đổi tên thành Nguyễn Văn Công, sinh năm 1943 ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, học nghề thầy thuốc chữa bệnh tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tháng 6 năm 2024, công an tỉnh Bình Định nắm được thông tin ở tỉnh Hậu Giang có người chữa bệnh có đặc điểm giống Nguyễn Trọng Cầm. Tổ công tác công an tỉnh Bình Định đến Hậu Giang phối hợp với lực lượng công an địa phương khoanh vùng, truy vết và đã truy bắt thành công Nguyễn Trọng Cầm. Tại thời điểm bị bắt, vợ con của Cầm cũng bất ngờ về nhân thân của người này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Trọng Cầm theo quy định. Vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh tình trạng bắt bún chả có nhiều sinh vật lạ. Tại quán ăn có địa chỉ số 45, ngõ 218 đường Lĩnh Nam, đối diện trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trên địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Sau khi xem clip được đăng tải, nhiều người đều cảm thấy sợ hãi khi cận cảnh thấy tương ớt có dòi, hòa cùng nước dùng bát bún trà. Theo tìm hiểu, đây là cơ sở bán thức ăn đường phố, quy mô nhỏ, chỉ có hai người bán hàng. Chủ yếu bán hàng phục vụ sinh viên, người lao động có thu nhập thấp. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, ngày 13 tháng 7, quận Hoàng Mai đã thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm liên ngành gồm đại diện phòng y tế quận, ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam, công an và y tế phường Lĩnh Nam để tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc. Theo ông Hoàng Quang Hà, người đang sống ngay cạnh quán bún chả nói trên, sau khi clip được đăng, chủ quán Đào Thị Mai Lan đã lặng lẽ tiến hành thu dọn bàn ghế, ngắt điện, đóng quán, tắt điện thoại và hiện nay không ai có thể liên lạc được. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Lĩnh Nam Phạm Mạnh Hùng cho biết, chủ quán vắng mặt, chưa thể liên lạc được nên trước mắt thông báo yêu cầu quán tạm thời ngừng kinh doanh để làm rõ sự việc. Tiếp theo là phường sẽ triển khai, giả soát việc thực hiện kế hoạch số 30 KH UBND ngày 19 tháng 1 năm 2024 về triển khai công tác hậu kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và công thương trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2024. Phường sẽ phân công cán bộ tiếp tục liên hệ, làm việc với chủ quán để làm rõ sự việc. Nếu đúng như phản ánh sẽ xử phạt hành chính để răn đe các cơ sở kinh doanh khác. Từ vụ việc nêu trên, nhiều người bày tỏ sự lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đường phố. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng nguyên liệu không đảm bảo chất lượng, điều kiện vệ sinh không đạt chuẩn hay quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh đều có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Các chủ quán ăn cần phải nâng cao ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra kỹ lưỡng nguyên liệu và quá trình chế biến. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhất là hàng quán trên hè phố, đưa ra những biện pháp cụ thể, hiệu quả để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân. Vào hồi 1 giờ sáng ngày 15 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây nam của quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, tính từ 1 giờ ngày 15 tháng 7, Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Đến 13 giờ chiều cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Dự báo trong chiều và tối 15 tháng 7, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển vào đất liền khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng với sức gió giảm xuống dưới cấp 6, sau đó di chuyển sang Nam Lào và tan dần tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 1,5 đến 3 mét. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Trên đất liền, từ sáng sớm 15 tháng 7 đến sáng sớm 17 tháng 7, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến ở đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm, Bắc và Trung Trung Bộ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Từ nay đến ngày 18 tháng 7, khu Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Trung Bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi trên 80 mm trong 24 giờ. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Ngoài ra, từ ngày 17 đến 18 tháng 7, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm 17 tháng 7, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Từ ngày 18 tháng 7, mưa lớn khả năng giảm dần.